Ok, chào tất cả anh em cần thủ nha, và quay lại video của em. Hôm nay nhá, em sẽ cho một cái bao cần này anh em, bao cần đây này về định cần nha, bao cần Nhật Bản nha, giá mềm thôi ạ. Bao có shop đầy đủ cho mình luôn nha, giá là 300.000 thôi. Một số cần ship nha anh em, cần ship hàng nội địa Nhật Bản, khoe vác Fuji, giá em để cho mình là giá từ 350.000 thôi ạ. Và một số cần ISO khoen nhỏ nha, cần tay độ dài từ 4m5, cần tay trợ máy nha anh em, cần carbon xoắn hai giá rất là đẹp nha. Một số cần dây trong 2 khúc 3 khúc, cần dây trong lên khoen nha, Fuji rất là đẹp ạ. Một số cần tay ráp khúc, cần tay trúc thật 100% nha anh em, cần tay nghệ nhân ạ. Một số cần Hechi và cần Feli, một cái cần Feli rất đẹp nha, đến từ Anh Quốc ạ. Và một cái cần khoen cần lua nha anh em, cần lua máy đứng, cần là hàng nội địa Nhật Bản nha. Cần này có dàn khoen là dàn khoen titanium gold ạ, cực kỳ đẹp cho mình luôn. Và một cây cần lục 4m2 độ cứng 25. Hiện tại thì bên em vẫn như phí như cũ nha anh em. Bao cần này thì hiện tại là giá 300.000, phí ship của nó là 30.000 một đơn. Còn tất cả các cần nha, cần của mình là phí ship là 40.000 một đơn. Anh em mua từ 2 sản phẩm lên, bên em sẽ bao ship cho mình ạ. Ok nha. Đầu tiên em sẽ cho mình cái bao cần trước nha, anh em tham khảo nha. Bao cần Nhật Bản ạ, rất đẹp luôn. Bao này to nha, có dây đeo đàng hoàng cho mình luôn. Giá bao là 300.000 thôi ạ. Bao này có 2 ngăn nha, ngăn ngoài này. Ok, tầm lại là bao này bao Nhật Bản nha anh em, xào ok. Bao ở trong thì rất là đẹp nha, không có xây xước gì nhiều ạ. Ở ngoài thì đẹp, con này có mút xốp nha, đây chắc chắn cho mình. Giá là 300.000 nha anh em, cộng 30.000 tiền ship ạ. Đây này cứ dơ thôi, giờ mình lau là hết nha, để giờ đứng buộc nước thôi, không sao cả. Có dây buộc đầy đủ cho mình ạ. Nó sẽ đo cho mình bao cần nha, thực tế cho mình ạ. Bao cần có độ dài là 1m3 nha anh em, 1m3. Chỗ lớn nhất này là 25 nha, 25 ạ. Còn chỗ bình thường của nó là 20, 15 ạ. Anh em ưng mẫu bao cần này nha, comment giùm em nha. Mã là bao cần nha anh em. Giá của bao cần là 300.000 cộng 30.000 tiền ship nha. Anh em mua từ 2 sản phẩm lên bên sẽ bao ship cho mình. Bao rất là đẹp nha. Ok, em sẽ để gọn cho mình nha, bắt đầu mình lên cần cho mình ạ. Rồi, đầu tiên nha, em sẽ lên một cái cần súp lên em, cần súp phíp, graphic nha. Cần hàng nội địa Nhật Bản, cần có độ dài là 3m3. 3m3 nha anh em. Dàn khoen của nó là khoen Fuji này. Giá của cần này là 350.000 thôi, cộng tiền ship nha anh em. Mã là mã số 1 ạ. Trọng lượng cần là 330g, khoen pass Fuji. Cần graphic dòng thì anh em đến súp nha. Súp đánh lục đầu cần, câu ngâm câu lăng xe đều được ạ. Con này tải cá rất là tốt. Hàng nội địa Nhật Bản nha anh em. Đây, cho mình xem ngọn cần nha. Ngọn cần là ngọn cần đặc này, dàn khoen là dàn khoen Fuji. Ngọn cơ là ngọn 2.6 ly, độ cứng cần rơi tầm khoảng 25 nha anh em, 25 ạ. Đây lóng cơ rất là đẹp nha, nước sơn màu xanh này, chất liệu là graphic nha anh em, hàng nội địa Nhật Bản em xài yên tâm. Dàn khoen Fuji sứ xám, khoen rất là đẹp luôn, khoen rất là nhẹ nha. Giá cần là 350.000 thôi, anh em dòng thì anh em để công ngâm lăng xe đánh lục đến số độ cần được nha. Cần này có mã số 1, giá cần là 350.000, cần có độ dài là 3m3, độ cứng tầm 25 ạ. Graphic rất đẹp nha, ngoại hình còn rất là ok, tay cầm 4 chỉ chắc chắn ạ. Rồi, theo nha, em sẽ lên cho mình một cường này. Dòng là dòng Korea nha anh em, Korea này, 2m in Korea. Cường này là cường Suzumi, Suzumi nha em, Suzumi Rock này. Khoen pass Fuji sứ xám nha, rất đẹp luôn, tay cầm 4 chỉ này, rất chắc chắn. Cường này có độ dài của cường là 3m6, độ cứng cường rơi tập tầm 25 ạ. Mình đánh súp đầu cường nha, lồng là C đều được nha anh em. Dòng mà tải cá rất là khỏe. Cần này có mã số 2, giá cần là 350.000, trọng lượng của cần là 390g. Ngọn cần lớn nha, ngọn cần rất là lớn nha anh em, khoen pass Fuji này, khoen cá nhẹ nha, rất đẹp luôn. Ngọn cần là ngọn lớn, ngọn cái là ngọn 3 ly, độ bu xứ xít này, chống xoắn nha anh em. Dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji xứ xám nha, rất đẹp luôn. Con này trong hàng made in Korea, Korea xuất Nhật nha anh em. Đây, nước sơn rất đẹp. Giá là 350.000 thôi nha anh em, cộng tiền ship nha. Ship là 40.000 một đơn, anh em mua từ 2 sản phẩm trở lên bên mình bao ship cho em mình nha. Cường rất đẹp luôn, dòng là thì dòng Korea xuất Nhật, cường Suzumi, khoen pass Fuji số 6 này. Cường là cường flip grab flip nha anh em. Khoen pass Fuji cực kỳ đẹp luôn. Dòng của anh em về công ngâm của đang xế rất ok. Rồi, tiếp theo nha, em sẽ lên một cái cường này, con này cũng Korea luôn, cường này cường Suzumi luôn ạ. Cường này có độ dài là dài nha anh em, độ dài cường là 4m2. Dòng là anh em đánh lục đánh súp nha. Lục cần ngâm lăng xe để ok nha. Dàn khoen Fuji sứ xám rất đẹp luôn. Con này với con này là một chung một hãng nha. Con này có mã số 3, giá cần là 400.000, trọng lượng cần là 500g. Con này phối rất là dày nên cho nên là ok nha anh em. Khoen pad là Fuji này, tay cầm uốn chỉ nữa, y chang con kia rất là đẹp nha. Độ cứng của cần nha anh em, cho mình xem ngọn nha. Ngọn cần là 2.6 ly, dàn khoen Fuji sứ xám này, đầu bua sứ xám này, đầu bua xít này, chống xoắn này, ngọn là ngọn đặc à, đặc lóng cần nha, rất đẹp. Giá là 400.000 nha anh em, cộng 40.000 tiền ship. Dòng thì anh em về câu chơi nha anh em, câu lục, câu đầu cần này, đánh ngâm là sẽ rất là ok, hàng rất là đẹp nha. Anh em ấn mẫu cần nha nè, comment giùm em mã số 3, giá cần là 400.000, cần súp, cần đánh lục nha anh em, độ dài là 4m2, chất liệu là gara phíp, hãng Tsuyumi, con này là hàng Korea xuất Nhật nha, độ cứng tầm 25 đến 27, là ok luôn. Và tiếp theo em sẽ lên một số cần carbon nha anh em, cần ISO, cần tay trợ máy nha. Đầu tiên em sẽ lên cho mình cái cần này, cần dạng này là cần ISO đã độ thành cần tay trợ máy nha anh em. Cần này là hãng NFT Power Love nha. Con này có độ dài 5m4, độ cứng 1.5. Con ra cần tương đối thẳng, hàng nội địa Nhật Bản nha, hãng NFT ạ. Khoen pad là Fuji. Con này thì độ cứng tầm rơi tầm khoảng 3h, rất là cứng, vừa vừa nha anh em. Con này có mã số 4, giá cần là 900.000 nha anh em, trọng lượng 160g, 160g ạ. Đây, ngọn cần nha anh em. Cần này đã được độ từ bên Nhật cho anh em. Đây đầu bu gold này, ngọn cần là ngọn 1 ly, độ cứng tầm khoảng 3h nha. Dòng thì anh em câu cảm giác vẫy rô vẫy giết là ok. Cần tay trợ máy nha anh em. Carbon xoắn là carbon xoắn 2 da nha, cực kỳ đẹp cho mình luôn. Carbon xoắn 2 da 3D. Hàng NFT này Power Love này thì anh em biết rồi. Dòng này thì câu nó phê, câu cảm giác này. Carbon xoắn 2 da rất là đẹp nha. Dạng khoen đó là khoen Fuji hết nha anh em. Khoen Fuji này, cần tay trợ máy, cần đã độ từ bên Nhật về nha anh em. Anh em ơn mẫu này nha, comment dùm em mã số 4 nha, giá cần là 900.000, cần tay NFT, tay trợ máy, cần có độ dài 5m4, độ cứng 1.5, tương đương tầm 3h nha. Rồi, tiếp theo em sẽ lấy một cái cần Shimano nha anh em, carbon xoắn 2 da cực kỳ đẹp cho mình luôn, cần rất là nhỏ gọn nha, cho anh em mình câu cảm giác này, câu đài nha anh em. Cần có độ dài là 4m5, cần ISO khoen nhỏ, độ cứng là 1.5. Con này là hàng Korea xuất Nhật nha anh em. Korea xuất Nhật tem vàng, carbon xoắn 2 da cực kỳ đẹp cho mình nha. Cần này có mã số 5, giá cần là 850.000 thôi nha. 850.000, carbon xoắn 2 da nha anh em. Khoen pad Fuji, lóng là nhỏ nha. Trọng lượng cần là 150g thôi, rất là nhẹ nha, 150g. Cho mình xem ngọn cần nha. Ngọn cần là ngọn 1.2 ly này. Độ cứng 1.5, con này cần rất thẳng nha. Đây, các lóng cần đẹp nha anh em. Để carbon xoắn 2 da cho mình nè. Dòng này thì anh em câu ISO, tay trợ máy, anh em có thể hạ tay câu đơn được nha, cực kỳ đẹp luôn. Độ cứng của cần rơi tầm khoảng là 3.5h ạ. Carbon xoắn 2 da. Dàn khoen là dàn khoen Fuji. Pad là pad Fuji này, pad Fuji xịn nha anh em, pad Japan. Anh em ấn mẫu này comment dùm em mã số 5 nha, giá cần là 850.000, cộng tiền ship 40.000 nha anh em. Cần có độ dài là 4.5, độ cứng 1.5, hàng Korea, Shimano Korea tem vàng, carbon xoắn 2 da rất đẹp nha. Mình câu đài câu đơn là được ạ. Rồi, tiếp theo nha, em sẽ lên mỗi cần này. Cần đây qua cho mình ạ. Cần để ISO khoen nhỏ đây qua nha. Dòng thì anh em câu cảm giác rất là phê. Pad là pad đây qua chính hãng, dàn khoen là dàn khoen Fuji. Fuji loại sứ xám ạ. Cần này có độ dài là 5m3, độ cứng không nha anh em, độ cứng không ạ. Con này em để rẻ cho mình thôi nha, anh em về câu cảm giác nha. Dòng thì anh em vì muốn mà cứng hơn thì anh em có thể cắt bớt ngọn nha, độ dài 5m3, cắt bớt ngọn được ạ. Cần này có mã số 6 nha anh em, giá cần là 550.000 thôi, 550 nha anh em. Cần carbon đây qua, con này hàng nội địa Nhật Bản. Pad là pad đây qua, Fuji đây qua, dàn khoen là khoen Fuji loại sứ xám. Trọng lượng cần là 270g. Con này câu cảm giác là phê nha anh em. Ngọn cần ngọn 0.8 ly, dàn khoen là dàn khoen Fuji. Đây, lóng gần rất đẹp nha, ok. Con này mình để cho mình là giá là 550.000 thôi nha anh em, 550.000. Anh em mua từ 2 sản phẩm bên em sẽ bao tiền ship cho mình nha, còn bình thường thì bên em sẽ tính cho em mình ship là 40.000 một đơn. Con lóng rất đẹp nha, con này hãng đây qua, hàng nội địa Nhật Bản luôn, anh em yên tâm nha. Con này câu cảm giác này, anh em bo nó phê lại. Anh em ưng mẫu này nha, comment giùm em mã số 6, giá là 550.000, cần ISO khoen nhỏ đây qua, có độ dài 5m3, độ cứng không. Rồi, tiếp theo em sẽ lên một cái cần tay nha, dành cho anh em câu đơn này. Dòng là dòng Alpha King, hàng nội địa Nhật Bản nha, tem vàng này. Cần này có độ dài là 4m5. Nước sơn màu xanh nha, cũng tương đối ok cho mình nha, rất đẹp nha anh em. Lóng rất là nhỏ, trọng lượng cần là 125g thôi, độ dài là 4m5. Con này có bản số 8, giá cần là 800.000. Cho mình xem ngọn nha. Đây, ngọn cần là ngọn 1 ly nha anh em, ngọn 1 ly này. Độ cứng là tầm khoảng 3h ạ. Giờ mình thấy anh em câu cảm giác. Hàng Nhật thì mình câu cảm giác là phê nha. Lóng cần nha, tương đối đẹp nha anh em. Giờ mà thì không xây xước gì nhiều. Hàng Nhật bãi thì có xây xước, sườn xước sơ sơ, không dập không bể nha anh em. Anh em ưng mẫu này comment dùm em nha. Mã số 8, giá cần là 800.000. Cần tay mình câu đơn ạ. Alpha Kin, hàng nội địa Nhật Bản, trọng lượng 125g thôi, rất là nhẹ nha. Độ dài 4m5 ạ. Rồi, tiếp theo nha, em sẽ lên một cái cần này, dòng cần đây qua. Cần này là cần 2 khúc, cần dây trong nha anh em. Cần này có độ dài 1m8, độ cứng là 30. Cực kỳ đẹp luôn, con này hàng nội địa Nhật Bản nha. Khoen cũng là khoen xứ xít. Bắt là bắt Fuji này, tay cầm là tay cầm cán mũi chắc chắn cho mình nha. Cần có rất đẹp luôn. Dòng này anh em lên khoen đánh ngâm lăng xe được nha, đánh lục được, đánh lùi được ạ. Cần này có mã số 9, giá cần là 550.000 thôi nha anh em. Trọng lượng cần là 200g, tương đối nhẹ nha. Ngọn cần này, độ cứng 30, ngọn cần là ngọn 2 ly. Đầu bu nó bu xít xít ạ. Đây, rất đẹp nha. Còn tương đối ok. 1m8 nha anh em, cần dây trong. Dòng này thì anh em lên khoen anh em đánh gì cũng được nha. Đánh lùi ngâm lăng xe đều được ạ. Anh em ưng mẫu này comment giùm em mã số 9 nha, giá cần là 550.000. Cần này có độ dài là 1m8, độ cứng là 30. Cần tương đối rất đẹp nha, hàng nội địa Nhật Bản. Rồi tiếp theo nha, em sẽ cho mình cần Shimano này. Cần dây trong Shimano, con này có chế độ zoom nha anh em. Đây, nếu là cái này mình zoom được nha, anh em có thể là độ thêm một ít cho đây là độ zoom được nha. Bởi vì cái này mình zoom chứ chắc chắn cho lắm ạ. Hàng là hàng con này nguyên zin nguyên bản cho mình luôn. Cần dây trong Shimano, con này hàng nội địa Nhật Bản tem vàng nha anh em. Em để giá để cho mình thôi ạ. Cần này có độ dài là 3m6, độ cứng là 80, độ cứng 80 nha anh em, cứng là cao. Cần này có mã số 10, em để giá cho mình là 650.000 thôi nha. Trọng lượng cần là 300g, 650.000 thôi ạ, cộng tiền ship nha anh em. Pass là pass Shimano này, chính hãng này, đẹp ạ. Xem ngọn nha, ngọn cần này, ngọn cơ là ngọn 2.5 ly. Nhưng là con này có hàng có xây xước sơ sơ không đáng kể nha. Em để giá cho mình là giá tốt nha, giá 650.000 thôi. Đây, ngọn cơ là ngọn màu trắng này, rất đẹp nha. Con này hàng Shimano, hàng nội địa thương hiệu Nhật Bản nha anh em, hàng nội địa. Lóng cần nha, rất đẹp nha. Đây, con này có chế độ zoom cho mình nha anh em. Đây, zoom ra nha, đây, zoom ra. Con này 3m6, zoom lại tầm còn khoảng nha, còn khoảng tầm 3m ạ. Anh em câu rất là tiện nha. Độ cứng là 80, Shimano hàng nội địa Nhật Bản. Giá em để cho mình là 650.000 thôi nha anh em. Có mã là mã số 10, 36 cứng 80 rất là cứng nha. Dạng khoen cũng là khoen xứ xít hết ạ. Rồi, tiếp theo nha, em sẽ đem cho mình một cây này. Cây này cực kỳ khỏe cho mình luôn. Ok, cây này khỏe cho mình nha. Cần này là cần hàng nội địa Nhật Bản này. Con này có chế độ zoom cho mình luôn. Bên chúng gọi Shimano nha. Cần này có độ dài là 80, độ cứng là 30, độ dài là 36 nha, độ cứng là 80. Con này hàng nội địa Nhật Bản nha. Khoen xứ xít nè, lõi xứ xanh, rất đẹp cho mình ạ. Patch của nó là patch Fuji DPS nha. Cần rất là đẹp luôn. Con này là ngoại hình cũng đẹp, rất đẹp hơn con Shimano. Shimano có xì xước cơ sơ không đáng kể nha anh em. Con này có mã số 11, giá cần là 800.000, trọng lượng cần là 370g. Con cực kỳ khỏe luôn ạ. Đây, chế độ zoom cho mình nha. 36 zoom xuống còn tầm khoảng 3m nha anh em. Rất tiện à. Trọng lượng cần là 370g, con này phối rất là dày nha, anh em yên tâm. Ngọn cần rất là lớn. Con này ngọn cần là ngọn 3.4 ly. 3.4 ly nha anh em. Độ bu xứ xít này, cờ lóng cần này, rất đẹp nha, hàng nội địa Nhật Bản, anh em xài yên tâm ạ. Đây, có chế độ zoom đầy đủ cho mình nha anh em. Rất chắc chắn, nước sơn màu trắng này rất đẹp luôn. Zoom này anh em. Con này zoom là tầm khoảng 3m6, zoom tầm khoảng 3m nha. Anh ưng mẫu cần này nha anh em, cần rất là đẹp này. Cần này dây trong, bạo lực nha anh em. Cần này có mã số 11 nha, giá cần là 800.000. Cần có độ dài là 3m6, độ cứng là 80 nha anh em. 80. Rất đẹp nha, chế độ zoom của mình luôn ạ. Rồi tiếp theo nha, em sẽ lên một cần bạo lực nha, cần Shimano. Giờ mà thì anh em đánh bạo lực, đánh biển, săn hàng, đánh lục đồ cần đều được nha anh em. Cần dây trong Shimano, cần này có độ dài là 4m5, độ cứng cần là 50. Con này ngọn rất là lớn luôn, hàng nội địa Nhật Bản này mà có đầy đủ này. Nên anh em có thể đánh lục đồ cần này, săn hàng, đánh biển đều được nha, cần Shimano ạ. Pass là pass Shimano chính hãng này, vắt vặn nè. Cần đây có mã số 12, giá cần là 1.600.000 nha anh em. Cần có độ dài là 4m5, độ cân 50. Trọng lượng cần là 410g, tay cầm là cán búa chắc chắn nha. Cho mình xem ngọn nha, ngọn rất là lớn luôn. Con độ rất là cao. Đây, ngọn cần nha anh em. Ngọn cần đỡ bui xíu xít nha, ngọn cần rất là lớn. Ngọn cần là ngọn 4.5 ly này, 4.5 ly nha anh em. Cần Shimano. Nước sơn màu bạc rất đẹp nha. Đóng semi chống nổ này. Giờ mình sẽ anh em đánh bầu lực. Câu biển đều được nha, đánh lục đồ cần ạ. Khoen của nó là khoen sứ lõi sứ xít nha anh em. Anh em ưng mẫu này nha, comment dùm em nha. Mã số 12, giá cần là 1.600.000. Cần dây trong Shimano, hàng nội địa Nhật Bản, cần đánh bạo lực nha anh em. Độ dài 4m5, độ cất 50, ngọn là 4.5 ly. Cần rất là đẹp nha, còn tương đối ok. Có xây xước không đáng kể ạ. Rồi, tiếp theo nha, em sẽ lên một số cần nha anh em. Cần dây trong lên khoen dành cho anh em mà đánh lục đầu cần. Câu ngâm của lăng xe nha. Ở thì em sẽ lên một cái Shimano này. Shimano nha anh em. Cái này có sờn xước sơn không đáng kể nha anh em. Nước sơn màu trắng rất đẹp luôn. Dàn khoen là dàn khoen Fuji Alkaline trên cao nha. Cái này bị dơ nha, em chưa có lau cho mình, lau là mình sạch nha anh em. Cần 3 khúc Shimano. Cần này có độ dài là 3m3, độ cứng là 50. Con này hàng nội địa Nhật Bản tem vàng nha. Dàn khoen là Fuji Alkaline này. Pass đó là pass Fuji Shimano chính hãng luôn, vắt vặn rất nhẹ nha. Cần này có mã số 13, giá cần là 1.200.000 ạ, trọng lượng cần là 290g. Cần còn tương đối ok, rất đẹp nha anh em. Dòng mà dòng dây trong lên khoen nên phối rất là nhẹ. Cho mình xem ngọn cần nha, ngọn cần rất lớn, ngọn cần là ngọn 2.8 ly, độ cứng là 50. Dòng mà thì cần rất là thẳng nha, cần đánh tầm khoảng độ cứng tầm FX rồi. Này mình đánh lục độ cần được nha. Rất là đẹp, nước sơn màu xanh hàng nội địa Nhật Bản nha. Shimano ạ. Anh em ưng mẫu này comment dùm em mã số 13, giá cần là 1.200.000 nha anh em. Cần này có độ dài 3m3, độ cứng 50 ạ. Shimano rất là đẹp nha. Tiếp theo em sẽ lên một cái cần nha, cần 2 khúc dành cho Alpha Tucker này. Anh em câu ngâm của lăng xe, câu lô đều được nha. Cần Alpha Tucker, con này có độ dài là 2m4. Con này hàng là hàng Korea nha anh em, made in Korea, Korea xuất Nhật nha. Dàn khoen có là dàn khoen Fuji Alkaline trên cao nha, rất đẹp. Con này ngọn của cần là ngọn lớn nha anh em, ngọn cần là ngọn 3.2 ly. Giá của cần là 1.100.000. Con này có mã số 14 nha, trọng lượng 200g. Con này thì rất là nhẹ luôn, cần dây trong lên khoen. Nên em có thể là đánh ngâm lên xe hay câu lui được nha. Câu lui độ cứng sẽ rơi tầm khoảng vào M đến MH ạ. Pass của nó là pass Fuji vặn này, pass Fuji chữ vàng nha, tay cầm cán mút rất chắc chắn. Ngọn cần là ngọn 3.2 ly nha anh em. 3.2 ly, độ bu xít rất là đẹp nha. Anh em ưng mẫu này nha, comment giùm em mã số 14, giá cần là 1.100.000. Cần độ dài 2m4, độ cứng câu cần là tầm khoảng vào 5 đến 80 nha. Độ cứng cần lô tầm M đến MH ạ, rất là nhẹ luôn, 200g thôi ạ. Tiếp theo em sẽ mua cần 3 khúc nha, 3 khúc bạo lực cho mình. Cần giá rẻ thôi nha, cần là cần Suyomi Alpha King. Cần có độ dài là 3m, độ cứng cần là 80 nha anh em, đánh bầu lực nha anh em. Đánh bầu lực, đánh lục độ cần, đánh súp nha, đánh là lăng xe con ngâm đều ok ạ. Dàn khoen đó là dàn khoen Fuji Alkaline trên cao nha, rất là đẹp luôn, để rất là cao, Fuji chính hãng cho mình ạ. Cần Suyomi, con này hàng nội địa Nhật Bản nha anh em. Cần này có mã là 15, giá cần là 1.200.000, trọng lượng cần là 380g. Con này phối rất là dày, cần này gần dây trong lên khoen anh em đánh là ok nha, đánh lục độ cần được ạ. Pass là pass Fuji DPS nha, pass vặn nhẹ nè. Ngọn cần nha anh em, ngọn cần là ngọn 2.6 ly. Con này mình đánh rất là ok nha, cần rất đẹp luôn, dàn khoen Fuji ạ. Nước sơn cuốn keo lên keo cuốn chỉ đều keo zin cho mình nha. Nước sơn màu xanh rất đẹp ạ. Anh em ôm một mẫu cần này nha, comment giùm em mã số 15, giá cần là 1.200.000 ạ. Cần có độ dài là 3m, độ cứng 80, cần 3 khúc nha anh em. Dây trong lên kén rất là nhẹ luôn. Rồi tiếp theo em sẽ lên một số cần tay nha anh em, cần tay ráp khúc và cần hai chi nha. Cần Ikeda, dạng cần Ikeda anh em câu bè nha. Đầu tiên em sẽ lên một cái cần này, cần tay ráp khúc, cần trúc thực 100% nha anh em. Đây là toàn bộ cần trúc cho mình nha. Cần trúc, cần này có độ dài là 5m4. Cần này có mã 16 nha, giá cần là 650.000. Con này trúc thực 100%, con này có hạ lóng nha anh em. Có hạ lóng là mình có thể câu được 2 chế độ nha. Hạ lóng xuống 4m5 và là 4m5 và là 5m4 nha anh em. Rất là ok. Trọng lượng cần là 250g. Con này có hai lóng nha, hạ lóng cho mình luôn. Con này còn bao vải nguyên zin này. Con này là hàng nghệ nhân Nhật Bản nha anh em. Cho mình xem các lóng nha, cực kỳ đẹp cho mình luôn ạ. Có nắp trục đầy đủ nha, nắp trục zin theo cường này, bao vải nắp trục zin theo cường cho mình nha. Cường là trúc thực 100% nha anh em. Ngọn cường là ngọn 1 ly. Con này độ cứng cường rơi tầm khoảng vào 3H nha anh em, 3 đến 3,5H. Đây, ngọn rất đẹp luôn. Nhưng ngọn là ngọn trúc thực 100% nha anh em, tất cả đều là trúc ạ. Tất cả lóng là trúc nha, dòng từ hàng nghệ nhân Nhật Bản anh em xài ok. Con này có hạ lóng nha. Hạ lóng anh em câu chế độ 5,4 và hạ lóng được xuống còn 4,5 nha anh em. Anh em ưng mẫu cần trúc rồi nha, cần trúc cần tay đắp khúc, trúc thực 100%, có hạ lóng 5,4 4,5. Cần này có mã số 16, giá cần là 650.000. Rất đẹp nha, dành cho anh em siêu tầm nha, siêu tầm câu cảm giác ạ. Khách hàng độc lạ nha anh em. Rồi tiếp theo em sẽ đến 11 cần nha, cần tay đắp khúc này, cần trúc này. Con này cũng là hàng nghệ nhân Nhật Bản nha. Con này cái độ dị cứng của cần là 4,5, cần tay đắp khúc cần trúc còn nguyên luôn nha, chạm khắc đầy đủ cho mình luôn. Con này là cạn dạng cần trúc nha, trúc thực 100%, nắp trục đầy đủ nha. Cần có độ dài là 4,5 ạ. Cái bóng cần này nè rất đẹp nha. Cần này có mã số 17 nha anh em, độ dài là 4,5. Con này có giá là 500.000, trọng lượng cần là 190g, 190g, trúc thực 100%, hàng là hàng nghệ nhân nha anh em. Đây, cho mình xem ngọn nha. Con này là ngọn cần là ngọn 1 ly, ngọn là ngọn tháp carbon nha, tháp ở đây ạ, ngọn tháp carbon nha. Còn từ đây xuống là trúc, đều trúc là 99% luôn nha. Lóng cần này, lóng cần rất đẹp nha, dạng cần trúc. Dòng thì anh em về anh em sưu tầm, thích hàng độc lạ, cực kỳ đẹp cho mình luôn. Dòng thì anh em câu cảm giác bo cá, vẫy rô, vẫy giết là phê. Anh em mẫu cần trúc này nha, comment dùm em mã số của cần là mã số 17, cần có độ dài 4,5, cần tay đắp khúc, trúc thực 100%, hàng nghệ nhân nha. Cần này có độ dài là 4,5 ạ, giá 500.000 ạ, còn nắp chụp bao vải đầy đủ cho mình nha. Rồi tiếp theo em sẽ đến một cái cần nha, cần này dạng là cần Ikeda Hechi, cần Ikeda nha nè, hàng Hechi có bè. Cần có độ dài là 1,8, cần trúc thực 100% này, còn gốc luôn nha, cực kỳ đẹp ạ. Ngoại hình của nó là lõi sứ này, khoen của nó là khoen lõi sứ trắng nha, có nắp chụp này, nắp chụp nên em có thể ráp vào. Cần này có độ dài là 1,8 nha anh em, đây độ dài cần là 1,8. Cần này có mã số 18, giá cần là 400.000, 400 nha anh em, trọng lượng cần là 130g, dành cho anh em câu bè nha, thích siêu tầm nha anh em. Ngọn cần là ngọn 1.5, con này thì độ cứng nó tầm rơi tầm khoảng vào 15 đến 20 nha, còn nguyên nắp chụp nè, bao vải đầy đủ cho mình luôn ạ. Anh ưng mẫu cần trúc mình nha, cần Ikeda dạng Hechi, cần trúc câu bè này nha, comment giùm em mã số 18, độ dài 1,8, giá cần là 400.000 nha, rất là đẹp luôn, dành cho anh em siêu tầm ạ, hàng nghệ nhân Nhật Bản nha anh em. Rồi tiếp theo em sẽ lên một cần Ikeda, Ikeda cần trúc, trúc luôn nha anh em, trúc thực 100%, hàng nghệ nhân Nhật Bản nha, từ gốc tới ngọn luôn. Dạng này là mình cũng câu bè, câu Hechi này. Cần này có độ dài là 1,8, cần này có mã số 19 nha anh em, giá cần là 900.000, trọng lượng cần rất là nhẹ luôn, 80g thôi này. Tất cả các lóng này là gốc này, pad là pad Fuji, dàn khoen có là dàn khoen nội địa Nhật Bản nha, hàng nghệ nha anh em xài yên tâm ạ. Ngọn cần thì hơi lớn một xíu, ngọn 1.5 ly. Cần này thì giá của cần là 300.000 thôi. Đây, con này độ cứng của cần tầm khoảng vào 10 đến 15 nha, tầm khoảng 15 đến 20 nha anh em. Anh em ưng mẫu cần trúc mà nha, cần trúc dạng cần Hechi Ikeda này, hàng siêu tầm. Em comment mã số 19 giùm em, cần có độ dài là 1,8, giá cần là 900.000 ạ, trọng lượng 80g, rất là nhẹ nha, hàng nghệ nhân Nhật Bản ạ. Rồi để em sẽ lấy cho mình một cái cần nha, cần phi ly, cần phi ly, cần hàng độc lạ cho mình luôn. Dòng mình thì dành riêng cho anh em đi câu suối nha. Dòng mình là của Anh Quốc nha anh em, made in England này, đây made in England nha, cực kỳ luôn. Cần phi ly câu suối nha anh em, dòng câu suối cực kỳ đẹp cho mình luôn ạ. Cần là carbon nha, dàn khoen của nó là dàn khoen inox, inox chính hãng luôn. Này thì made in England, giá của cần là 1.100.000 nha anh em, cần là 1.100.000 này. Cần này có mã số 20, trọng lượng cần rất là nhẹ luôn, 60g thôi, cực kỳ nhẹ nha anh em, siêu nhẹ luôn ạ. Pad này, dàn này thì còn mình câu lua UL, dạng cần UL này, sau mình câu phơi ly nha anh em. Có máy phơi ly bên em, có máy phơi ly nha anh em, nào in comment cho em có máy phơi ly cho mình luôn ạ. Đây, độ cứng của cần là tầm khoảng 1/8 nha, Máy thì vừa, máy này cũng anh lên luôn nha anh em. Em làm một cặp thì ok luôn. Giá cần là 1.1 triệu. Còn máy của máy là 700.000. Em đang sale còn 500 nha. Máy này anh lên luôn. Một bộ này là bộ từ Anh Quốc nha. Để anh em thích sưu tầm nha. Con này có chế độ chỉnh cho mình nha, nó sẽ không kêu hay là mình có thể kêu hai chiều được luôn nha. Một bộ cần phi ly ạ. Cần này có độ dài nhé, em sẽ đo thực tế cho mình nha anh em. Em có thể xem tham khảo được, tại vì bộ này nó phê. Bộ cần này là độ dài của cần là 2m2 nha, 2m2. Độ cần là 2m2, còn máy là độ cứng tầm thăng 8 nha. Thăng 7 thăng 8 phù hợp với máy này nha anh em. Anh em ưng mẫu này nha, comment giùm em mã số 20, giá cần là 1.1 triệu. Nha anh em. Anh em có thể 1.1 triệu là cần England từ Anh Quốc. Anh em có thể mua thêm một cái máy từ Anh Quốc nữa. Độ cứng của nó là tương đương với nhau. Độ cứng là thăng 8, máy thăng 8 luôn nha. Rồi, tiếp theo em sẽ lên một cái cần lua nha anh em. Cần lua con này hàng siêu phẩm nha. Cần lua con này là cần pass nha anh em. Cái dòng này là dòng cái dừa này là đa số là Nhật xuất Âu nha. Hàng nội địa Nhật Bản xuất Âu này. Cần này cần lua máy đứng cực kỳ đẹp cho mình luôn. Cho mình xem dàn pass của nó nè, pass Fuji chữ vàng. Dàn khoen là dàn khoen titanium gold nha. Đây. Loại chữ gold này. Cực kỳ đẹp luôn. Con này độ dài của cần là 1m98 nha anh em. 1m98 ạ. Độ cứng của cần rơi tầm khoảng vào 1/4 với tầm ML nha anh em. ML. Con này bị hụt là hụt 10 phân nha anh em. Em sẽ cho mình xem đầu bu của cần ạ. Con này tải cá từ 4 đến 8 lb, tải mồi tầm 14 15 g nha anh em. Đây, em cho mình xem kỹ hơn nha anh em. Con này bị hụt 10 phân. Bên Nhật người ta đã thay đầu bu cho mình. Tất cả các dàn khoen của nó đây là dàn khoen sheet gold nha anh em. Dàn khoen này sheet gold titanium này cực kỳ đẹp luôn. Đầu bu của nó được thay từ bên Nhật về, mức đầu bu rồi nha. Đến đầu bu của nó là đầu bu Fuji sheet nha anh em. Đây, ngọn cần lớn nha, ngọn cần 1.8 ly. Con này giờ độ cứng của cần là thực tế rơi tầm khoảng vào M nha anh em. Đây. Tất cả dàn khoen là dàn khoen sheet gold nha. Con này bị hụt 10 cm nha anh em. Nên thay đầu gold, thay đầu bu cho mình ạ. Em xem thực tế đây. Dàn khoen Fuji sheet gold. Giá của cần là 1.2 triệu nha anh em. Trọng lượng cần rất là nhẹ, 100g thôi. 1.2 triệu. Con này có mã số 21. Dòng này thì anh em biết này, pass này, PALMS này, dòng này là cây dừa này là dòng chuyên xuất Âu nha, hàng nội địa Nhật Bản tem vàng. Thôi, anh em ưng mẫu này nha, comment giùm em mã số cần là mã số 21, giá cần là 1.2 triệu. Cần lô, dàn khoen là dàn khoen sheet gold nha. Titanium sheet gold cực kỳ đẹp cho mình luôn. Rồi, cuối cùng em sẽ lên một cái cần lục nha, cho anh em mình đánh lục độ cần này, đánh độ cần dài tầm khoảng là đánh tầm 25 đến 30 m độ lại nha. Cần lục cần có độ dài là 4m2, con này hàng nội địa Nhật Bản nha, nước sơn màu vàng rất đẹp nha. Đây, còn nguyên bản cho mình luôn ạ. À. Con này có mã số 22, giá cần là 1.000.000 nha anh em, trọng lượng cần là 390g. Cho mình xem ngọn cần ạ. À. Ngọn cần là ngọn 2.7 ly, ngọn đặc nha anh em. Độ cứng cần rơi tầm khoảng vào 25 ạ. À. Đây, khoen pass là khoen pass Fuji. Rất đẹp nha. Giá cần là 1.000.000 cho mình anh em đánh lục đồ cần đánh súp nha. Đây. Pass rất là nhẹ nha, tất cái rất nhẹ, khoen Fuji. Các lóng cần rất là đẹp luôn. Rồi ok, anh em ưng mẫu cần lục rồi nha. Cần lục này, cần có độ dài 4m2, giá cần là 1.000.000 thôi nha. Hàng nội địa Nhật Bản nha anh em. Độ cứng cần là tầm khoảng 25. Anh em comment mã số 22 giùm em nha, giá cần là 1.000.000 à. Còn rất là đẹp nha anh em. Ok, một số mẫu cần em gửi cho anh em mình nha. Anh em ưng mẫu này comment giùm em mã số cộng số điện thoại nha. Em nhắc lại bên mình là phí ship bên em là phí như cũ nha anh em, cần là 40.000 một đơn. Anh em mua từ 2 sản phẩm lên bên ship báo ship cho mình. Hiện tại đang dịch thì bên em có báo cho mình rồi nha. Hàng anh em chốt đơn thì hàng nó có thể là sẽ chậm hơn so với một vài ngày nha. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Anh em cứ để lại một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ giùm em nha. Chào tất cả anh em đã xem video của em nha. Chúc các em một ngày tốt lành ạ.